dịch COVID-19 quay trở lại với sự biến thể mới gây thêm nhiều khó khăn cho người dân. Ngày Tết càng cận kề, lòng bà Lệ Thu lại càng như lửa đốt vì nỗi lo cho cộng đồng, nhất là cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên, tiếp nối hành trình đã trao quà tại 4 điểm cầu vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Hôm nay, một buổi chiều trước ngày lập xuân, ngày 2 tháng 2 năm 2021, bà Lệ Thu phối hợp với chính quyền địa phương xã Trấn Hưng và xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường tổ chức chương trình trao tặng quà Tết mừng xuân Tân Sửu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, cự ly khoảng cách tối thiểu của chính phủ. Đến với xã Trấn Hưng, bà con có mặt từ rất sớm. Những phần quà của bà Lệ Thu vừa hỗ trợ về vật chất, vừa chứa đựng tất cả tấm lòng chia sẻ yêu thương đến với bà con nghèo, góp phần xoa dịu nỗi đau giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Sự quan tâm của nhà Tâm và Thu vừa thôi thì cũng có các số quà tới các hộ nghèo, cũng như là các hộ khó khăn khác. Đôi khi chúng ta cứ mải miết chạy theo những điều lớn lao, xa xôi, mà quên mất đi những niềm hạnh phúc đơn giản đang hiện hữu xung quanh ta. Một chút sẻ chia làm lòng người ấm lại, một cái tâm thiện nguyện cho đời hạnh phúc yêu thương. Nhận những phần quà ra về, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đêm tin bốn phương xin về đây chung một tấm lòng, vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ai chấp cánh ước mơ. Đối với người dân Đại Đồng đã quá đỗi thân quen với cái tên của bà Lệ Thu, bởi những hoạt động thiện nguyện và những đóng góp tích cực cho địa phương, và bởi bà Lệ Thu cũng là một người con của quê hương Đại Đồng. Những hộ gia đình có tên trong danh sách nhận quà đã có mặt đông đủ tại hội trường khi chuyến xe chở đầy gạo nếp, gạo tẻ và cả quần áo ấm cùng những chiếc phong bì chúc mừng năm mới của bà Lệ Thu đến tại Ủy ban Nhân dân xã. Tấm lòng vàng của bà Lệ Thu khi trao tận tay những suất quà chính là sự truyền tải yêu thương, hỗ trợ vật chất thiết yếu cho người nghèo. Bà Lệ Thu muốn dành những điều tốt đẹp hơn cả cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đêm tin bốn phương xin về đây chung một tấm lòng,
vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nói bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nói bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Năm 2021 trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã nhà. Đây là năm thứ 5 hội chữ thập đỏ xã phối hợp với gia đình và Lê Thị Thu có tấm lòng hảo tâm tổ chức chương trình Tết ấm tình quê hương, tặng quà cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, với mong muốn mọi người dân trên địa bàn đều có Tết vui vẻ. Cuộc sống đôi khi khó khăn, đôi khi vẫn êm đềm trôi. Còn đó quanh ta bao cánh thương tâm, còn đó quanh ta những mảnh đời lênh đênh, còn đó quanh ta bao nỗi đau âm thầm. Bạn ơi, hãy sớt chia với những khó khăn quanh đời. Bạn ơi, hãy mở rộng tâm lòng yêu thương thế gian. Niềm vui sẽ dâng lên trong lòng, niềm vui sẽ theo ta suốt đời và sẽ cho ta niềm hạnh phúc ấm nồng. Dù cuộc đời vui sướng biết mấy, một mai ta cũng xuôi tay mà thôi. Ta chẳng mang theo được gì về bên kia thế giới. Dù cuộc đời sung sướng giàu sang, có chăng cũng là giấc mơ phù du. Với trái tim nhân ái sang người, còn vang mãi trên cõi đời. Buổi phát quà diễn ra đầm ấm, vui vẻ. Mọi người nhận quà thì xếp hàng ngay ngắn, chờ đến lượt, không chen lấn, xô đẩy. Những gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc, cầm bao gạo, áo ấm và phong bì ra về. Và không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Lệ Thu. Báo cáo mọi người, hôm nay tôi là bà Bùi Thị Phách ở thôn 5. Thì hôm nay nhà tài trợ của bà Thu, nhà vợ chồng bà Thu có về tài trợ cho xã Đại Đồng. Thì chúng tôi chẳng biết nói gì hơn hết thôi. Thì chúng tôi nhận được quà của bà Thu để ăn Tết vui vẻ. Thế rồi chúc gia đình bà Thu như thế là sang năm mới mạnh khỏe, ăn khang thịnh vượng, điều lành đâm hạnh, điều dạy và túng khói phương xa. Và chúc gia đình bà Thu như thế là sang năm mới như thế là rất là mạnh khỏe, giàu sang. Để coi đón Tết Tân Sửu năm 2021, coi như là được gia đình bà Lê Thị Thu đã có tấm lòng hảo tâm trích một phần quà tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để đón Tết vui vẻ. Thay mặt cho những người được nhận quà cũng như là hội chữ thập đỏ xã Đại Đồng
chúng tôi xin có lời cảm ơn tới gia đình và Lê Thị Thu, và chúc gia đình cùng toàn thể anh em trong doanh nghiệp có một sức khỏe mới, mạnh khỏe, làm ăn tấn tài, tấn lộc, hàng năm mới mọi người như ý. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Xin chúc bà Lê Thị Thu sang năm mới mạnh khỏe, cả nhà coi mạnh khỏe này, làm ăn phát đạt hơn năm cũ này, coi như là coi càng tiến càng tới, coi như là để cho nhân dân đại đồng được trông chờ. Chúc cô Thu về sang năm lại ủng hộ cho chúng tôi nhiều phần quà hơn. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay bà Lệ Thu tiếp tục trao yêu thương đến gia đình ông Đoán. Ông Bùi Văn Đoán ngụ tại thôn 6, khu 3, xã Đại Đồng được biết đến với hoàn cảnh khiến chúng ta không thể nào quên trong chuyến thiện nguyện trao quà Tết năm 2018 của bà Lệ Thu. Ông Đoán đã ngoài 80 tuổi, hàng ngày ông vẫn phải lam lũ để nuôi sống bản thân và lo cho đứa con trai gần 50 tuổi nhưng lại mắc chứng bệnh về thần kinh. Ngày đó, nơi ở của ông chỉ là một căn nhà xuống cấp và rột nát, được xây dựng từ mấy chục năm trước. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ của người thân cho tặng. Bà Lệ Thu cùng nhiều nhà hảo tâm khác đã đồng hành cùng gia đình ông Đoán trong suốt những năm qua. Và ngày hôm nay, thành quả của tình thương cộng đồng đã dành tặng cho ông một căn nhà khang trang, đầy đủ. Bà Lệ Thu đã đến tận nơi để trao tặng cho gia đình ông Đoán số tiền mặt trị giá 50 triệu đồng và đóng tặng giường cho gia đình ông Đoán, cũng được bà lựa chọn tại cơ sở sản xuất Quý Gỗ Đẹp ở xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là cơ sở uy tín có đội ngũ thợ tay nghề cao trên thị trường. Bà Lệ Thu hy vọng rằng mình góp chút tiền để gia đình hoàn thiện và bớt đi phần nào cuộc sống khó khăn của ông Đoán, nhất là dịp Tết đến xuân về. Bản thân ông Đoán cũng như người trong gia đình đều rất xúc động vì nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng cũng như sự quan tâm đặc biệt của bà Lệ Thu trong suốt nhiều năm qua. Đây là chương trình hết sức thiết thực, tràn đầy ý nghĩa mà bà Lệ Thu thường xuyên tổ chức chăm lo cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Đó cũng là một hành động đẹp, là một tấm gương sáng kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng trong việc mang lại nguồn động viên và niềm vui cho những người cần sự giúp đỡ của xã hội. Chúc bà Lệ Thu cùng gia đình đón xuân Tân Sửu an khang, thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc để những chuyến thiện nguyện ngày càng được nối dài đến với nhiều vùng quê hơn nữa. Hôm nay được chồng bà Thu đến chào bà cái tôi vừa là năm mấy tên đế, đông là chào giường, chào tiền, chào gạo này, lo đến cuộc sống gia đình tôi. Đến hôm nay là hoàn toàn là có lương thực ăn, có giường nằm, vì lo cuộc sống gia đình tôi là toàn vẹn, cả nhà không thế nào mà nói hết được, đúng quá, phấn khởi quá rồi. Thì tôi thay mặt gia đình từ năm trước qua sang năm mới thì chúc ông bà Lê Thị Thu làm ăn gặp nhiều may mắn, rồi sức khỏe dồi dào, nhân ra nhiều cái tình cảm với những người nghèo đói như tôi. Đầu tiên là chị xin chân thành cảm ơn bà Thu đã đến gia đình nhà chị và đã có những có tấm lòng hảo tâm và đã chia sẻ với gia đình, đã có trao tặng cho ông chị là số tiền là 50 triệu và một đôi giường và gạo với cả các thứ để phục vụ Tết đến xuân về. Chị thêm mà cho gia đình không biết nói gì, xin cảm ơn và chúc cho gia đình của Thu sẽ luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều kết quả trong năm mới. Số tiền này trang trải lên gia đình, lên no cái cuộc sống sau này, đấy là quý quá rồi. Với trái tim đơn ái sang người còn vang mãi trên cõi đời, với trái tim nhân ái sang người còn vang mãi trên cõi đời.
đời.